Chọn loại máy đục bê tông 17 ly nào để đạt được hiệu quả công việc cao nhất? Trong video này tôi sẽ đưa ra 4 yếu tố đánh giá máy đục bê tông để anh em hiểu rõ hơn cũng như lựa chọn được một loại máy phù hợp nhất với công việc của mình. Anh em hãy theo dõi video nhé. Vậy máy đục bê tông 17 ly là những loại máy nào? Đó chính là loại máy đục bê tông không có chức năng khoan và chỉ có chức năng đục. Và mũi đục mà nó sử dụng là mũi đục phi 17 mm và chân lục giác như thế này bây giờ chúng ta sẽ đi vào yếu tố đánh giá đầu tiên đó chính là tầm giá và chất lượng của máy giá cả thường đi đôi với chất lượng đối với những loại máy có chất lượng cao thì giá lại đắt và chất lượng lại đi kèm với thương hiệu nếu như anh em muốn những loại máy có chất lượng tốt thì anh em phải lựa chọn những thương hiệu lớn nhưng tất nhiên có một số ít trường hợp ngoại lệ những loại máy đắt thì lại kém chất lượng hơn những loại máy rẻ. Đây là kinh nghiệm mà chúng tôi đúc kết lại sau nhiều năm làm bảo hành và sửa chữa máy của những thương hiệu nổi tiếng. Vậy tại sao lại có những trường hợp loại máy đắt tiền lại kém bền hơn những loại máy rẻ tiền? Lý do thứ nhất là một cái máy đục bê tông được kết cấu bởi nhiều bộ phận khác nhau. Nếu như một bộ phận làm việc không ổn định dẫn đến cả hệ thống làm việc không hiệu quả và máy sẽ kém bền. Ngay cả những thứ tiền tỷ như ô tô cũng không thể tránh được lỗi và có những mẫu bị thu hồi. Do vậy, một con máy đục bê tông bị lỗi là chuyện bình thường. Lý do thứ hai là có một số máy đục bê tông làm việc ở thị trường nước ngoài rất tốt nhưng sang tới Việt Nam thì nó lại kém bền hơn. Đó là do nó không phù hợp với điều kiện làm việc và thói quen làm việc của người Việt Nam. Do vậy nó kém bền hơn là chuyện đương nhiên. Vậy với tầm giá nào để anh em có thể mua được một cái máy đục bê tông ngon lành để phục vụ những công việc chuyên nghiệp? Thông thường thì từ 1 triệu 7 đến 2 triệu rưỡi là anh em có thể mua được một cái máy đục bê tông 17 ly có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu chuyên nghiệp của anh em. Yếu tố thứ hai đó chính là lựa chọn máy theo đặc điểm cấu tạo của máy và độ khỏe của máy chính là yếu tố mà anh em cần phải nhắc đến đầu tiên. Độ khỏe của máy thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính, đó chính là công suất của máy và đường kính piston của máy. Đối với việc xác định công suất của máy thì đây là việc dễ dàng nhất, anh em chỉ cần nhìn vào thông số của máy là anh em có thể biết được máy có công suất bao nhiêu. Nhưng sẽ có một số loại máy tầm rẻ hoặc những loại máy fake ghi công suất rất cao nhưng công suất thực tế của nó lại không đạt được như thế. Sang tới yếu tố thứ hai là xác định độ khỏe theo đường kính piston của máy. Những loại máy thông thường sẽ có đường kính piston là 30 mm, nhưng đối với những loại máy khỏe nó sẽ có đường kính piston lên tới 35 mm. Và trọng lượng của máy là một điều mà anh em cần phải lưu ý Thông thường đối với những loại máy đục bê tông 17 ly nó sẽ có cân nặng từ 5 đến 7 kg Và đối với những anh em làm việc ở trên cao thì loại máy nhẹ anh em nên ưu tiên hàng đầu Còn đối với những anh em làm việc ở dưới thấp thì cân nặng của máy sẽ không thành vấn đề Tư thế tay cầm của máy cũng là một vấn đề rất quan trọng đối với những anh em làm việc ở trên cao Nếu như anh em làm việc ở trên cao tay cầm phụ như thế này làm việc rất bất tiện Và anh em phải cầm vào nòng của máy thì anh em sẽ có lực hơn Tuy nhiên thì đối với một số loại máy nòng của nó sẽ không được bọc nhựa như lòng máy này cho nên anh em cần phải chọn những loại máy có nòng bọc nhựa hoặc đối với những loại máy này anh em sẽ phải bọc vải vào và nó sẽ rất bất tiện và đối với những anh em có nhu cầu mua một loại máy khỏe và có khả năng làm việc ổn định trong một thời gian dài thì anh em nên chọn những loại máy có piston dùng xe măng như thế này đó chính là máy của đông trang có mã dzg 6 piston của nó sử dụng xe măng cho nên nó sẽ không ảnh hưởng bởi nhiệt độ của thân nòng do vậy nó có khả năng làm việc ổn định trong một thời gian dài còn đối với một số loại máy piston sử dụng rong hơi thì sau một thời gian dài sử dụng, nòng máy sẽ bị nóng đi và rong hơi nó sẽ bị biến dạng. Do vậy độ khỏe của máy sẽ không được ổn định. Và tất nhiên đối với những anh em làm công việc đục cả ngày thì khả năng chống rung của máy rất quan trọng. Và con máy guốc có mã WU385 này nó có khả năng chống rung. Cho nên anh em làm việc trong một thời gian dài nó sẽ không bị tê tay. Và yếu tố cuối cùng trong vấn đề thông số của máy đó chính là tốc độ búa đập. Tốc độ búa đập của máy càng lớn thì máy làm việc càng nhanh. Đấy là lý do tại sao mà anh em nói con máy đục A đục lì hơn con máy đục B bởi vì con máy đục A này tốc độ bú đập của nó thấp hơn tốc độ bố đập của con máy đục B sang tới yếu tố thứ ba đó chính là chế độ bảo hành thông thường những loại máy đục bê tông 17 ly này nó sẽ có chế độ bảo hành từ 6 tháng đến 12 tháng và có hai dạng bảo hành dạng bảo hành thứ nhất là anh em phải bảo hành tại cửa hàng nếu như anh em mua máy ở đâu thì anh em phải bảo hành ở đó và việc bảo hành này sẽ phải phụ thuộc vào cửa hàng anh em mua dạng bảo hành thứ hai đó chính là bảo hành máy tại trung tâm bảo hành của hãng thông thường thì chỉ có những hãng lớn như magita và bot mới có trung tâm bảo hành trên toàn quốc còn một số máy hãng nhỏ như đông trang hoặc kinco hoặc một số hãng khác sẽ chỉ có trung tâm bảo hành tại một số tỉnh ở toàn quốc do vậy nếu như mua máy anh em nên lựa chọn mua máy ở những cửa hàng có uy tín hoặc mua máy của những hãng lớn thì chế độ bảo hành của nó sẽ rất tốt và yếu tố cuối cùng cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng đó chính là đồ thay thế của máy nếu như anh em mua một con máy tốt mà không có đồ thay thế thì chỉ sau một thời gian là anh em phải vứt máy đi vậy làm thế nào để biết được loại máy mình mua nó sẽ có đồ bảo hành hay không? Đầu tiên là anh em nên chọn mua của những hãng máy lớn, bởi vì hãng máy lớn thì đồ thay thế nó mới sẵn được. Thứ hai là chọn mua ở những cửa hàng mà người ta có thợ kỹ thuật sửa chữa luôn tại cửa hàng. Vì do đó người ta mới hiểu được là máy của người ta phải thay thế những gì, phụ tùng nào người ta cần nhập. Đối với những loại máy mà không có đồ thay thế chắc chắn người ta sẽ không bán. Và nếu có mua máy thì anh em sẽ phải hỏi luôn phụ tùng có thay thế hay không và giá phụ tùng là như thế nào. Nếu như cửa hàng đó mà bán phụ tùng thay thế chắc chắn người ta sẽ báo được giá cho anh em. Còn nếu như không báo được giá thì chắc chắn người ta sẽ không có phụ tùng thay thế. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Chúc anh em lựa chọn được một con máy ngon bổ rẻ phù hợp với công việc của mình. Anh em đừng quên like video và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.